Ừ, lâu lắm chưa chơi Ome TV. Được á. Bố. Bố. Thái Lan đi, tôi thích gặp Thái Lan. Yes sir. Araga bảo trì ông ơi, khoảng 15 phút nữa mới được. Hello Tôi duyên dữ à, sao biết ăn luôn á Trời, em nghe danh anh trên Facebook hoài á, à, trên hả? YouTube đồ gì nữa. Tao danh anh như thế nào, người ta nói như thế nào, người ta đồn như sao? Không, kiểu em mặc em biết anh là tại em có mấy cái trend về anh á nên là em mới biết. Trên trên gì á, anh cũng có trên nữa, nghe đã dữ ta, trên gì vậy? Thì kiểu mấy câu mà biết vậy chịu thôi chứ biết sao giờ, cái câu đó đó. Đi đó, đi sâu vào cái lòng người đó ha. Dạ. À, anh đi ha, bye bye ha. Từ từ, đợi xíu, đợi xíu. Em photo giùm, photoshop giùm anh mất cái cục mụn nha. Ok anh. Ok anh, cảm ơn em rất nhiều. Ok anh. Ca hay thế nhờ. Bạn gái không bao giờ mà gặp tôi mà nói chuyện mong mà chuyện mong mà. Ok. Đây rồi, một bệnh. Cay thế giờ. Không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Idol kia. Sao không bật cam lên nói chuyện với anh mấy đứa đâu? Cho anh thấy cái cam được không? Idol nào? Anh là idol á. Anh là ai? Anh là ai? Em không biết tên. Thế sao biết anh idol? Tại vì em thấy á. Thấy à, thấy anh ở trên mạng đúng không? Nhìn quen quen đúng không? Đúng rồi. Mấy đứa có chơi Free Fire không? Có. Mấy đứa có luôn chơi không? Ơi em bọn em quên mất rồi. Mấy đứa bên quân đoàn nào vậy? Bọn em không biết nữa, bọn em quên hết rồi. Thôi đi ha, bye bye ha. Hay thế nhờ. Ôi, ô, ôi, 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 đi hả? Ai vậy? Lâm bố. Lâm bố này. Lâm bố. Bên làm quá. Lâm bố. Anh đồ. Anh đồ. Anh đồ. Anh đồ. Chụp chụp cái coi mày. Chụp cái coi mày. Cây thế nhờ. Thề. Đừng nói chuyện gì hết. Chuyện tâm sự xíu nó cũng vui đó chứ. Không, nếu mà du học sinh như thế này thì thường mình đi Gia Ban. Mình đi Gia Ban anh em à, Gia Ban sẽ nó có. Bùa là gì? Ủa anh Bố, sao anh Bố ở đây anh Bố? Ủa anh cũng ở Nhật mà. Thảo, anh Bố, ủa anh Bố. Ủa sao anh lại lên đây chơi? Anh đang livestream mà. Sao biết anh đang livestream? Ủa thì em đoán vậy thôi, em hay xem livestream của anh mà. Anh Bố, anh Bố, anh Bố ạ. Sao? Anh đang đâu ấy? Ở Việt Nam. À, đấy là anh vừa bảo Nhật mà. Anh đùa thôi, Bố. Anh đi á, bye bye. Bye bye. Cứ anh Bố ơi, cứ Bố ơi, cho em xin của anh. Cho em xin của anh không? Bộ nhưng mà có phải em fan em đâu không? Có, lượng. Fan anh Bố, fan anh đẹp luôn. Ừ. Fan cả thầy Onip nữa. Ô nếp, ok. Bye bye anh Bố nha. Ok, bye bye em. Quay nhìn ông này giống ông cây KCM phết nhờ. Ừ. Em sao anh? Sao bên Nhật mà toàn Việt Nam thôi mà sao vậy? Tao muốn gặp người Nhật. Ok hả? Sao anh? Em lâu lắm rồi gặp anh. Tao muốn gặp người Nhật. Mày nói tiếng Nhật đi, tao nói chuyện với mày. Em không biết nói tiếng Nhật luôn. Thế mày mày hỏi tao đi, tao nói tiếng Nhật cho mày nghe. Thật á? Em biết mỗi ra mặt tên với Kimuchi thôi. Ikeda-sai. Anh. Daddy. Em ở bên Nhật hay ở Việt Nam? Em ở Việt Nam anh. Ok, bye bye ha, anh đi ha. Vâng rồi em. Ok. Này phải phải đóng cái bộ vest vô nha, nhìn giống là lịch sự cái nha. Ô hai ô. Ô hai ô. What's your name? Komanwa. Ima komanwa. Iwa komanwa. Yamate. Yamate. Hello. Komanwa là cái gì?
Roman qua là cái đéo gì vậy phải không? Anh đang có nhiều đơn hàng. Ôi trời ơi, nhiều đơn. Ông này già rồi, tóc bạc. Già rồi. Già rồi. Ừ thì làm ở lại cũng được. Là... Ông mày ông đang làm gì? Anh muốn ra làm tóc đen. Làm các ngành trong một tóc đen á. Có gì xong mong đồ nói thay mong đồ nói thay rồi quá đủ gì Rambo á phải không Rambo đâu phải chỗ. Đâu phải ông Rambo nhìn khác mà thằng nào quay video rồi à là gì phải trời phải trời alo dạ anh dạ. Anh Ram anh có nghe không em nghe ủa vậy quá này tôi trước tôi bắn PUBG tôi ham ông lắm á nhá ham em là sao à là thích xem ông bắn này dạ vâng em cảm ơn dạ vâng em cảm ơn có phải đam mê không ta hình như hình phát đá đây nó chuyện gì mà sao phải nghe được rêu hôm nay anh đang làm gì hôm nay anh đang làm gì đang còn đi trên net này này đang đi trên net mấy thằng đang đi trên net này đấy đấy máy tính ngồi trên net này đấy. Đồ nhìn này giống hacker lắm. Nè hacker. Bên bên em là bên cung ứng việc làm. Không có cung ứng việc không? Ừ. Anh xin việc làm không? Anh xin việc làm không? Đúng là lần đầu tiên được gặp anh đấy. Thôi ban chạy làm. Thôi ban chạy làm với nhau đi đây. Lần đầu tiên được gặp anh đó. Ok. Nghe giọng anh hay cực, anh hay đi trêu gái đúng không? Không có. Ôi chị anh hay đi trêu gái chứ. Em xem anh chuốt đấy mà. Đi nhá. Ừ thôi anh. Dạ anh làm việc đi nhá. Ok. Tiếng làm đồng xa thế giờ tôi đi trêu gái khi nào vậy ta? Hello Paris. Hello. Do you want CR7? No, Messi. Messi! Yeah. No. CR7. No. Việt Nam nói tiếng Việt đi em ơi. Mbappé. Cái hỏa liền thề. Nhìn giống anh quen phết nhờ. Oh my god, you might take the side, Kimochi. Cái gì cơ? Oh hey oh, yamate kudasai kimochi. Ủa cái đó là mình chào tiếng Nhật hay sao em? Biết sơ chắc chắn như vậy rồi. Em ở đâu? Em ở Ohio. Em ở Ohio á? Biết sơ. Sao ta anh thấy em ở Việt Nam mà ở Ohio là sao? Cái mạng em chuyển qua Việt Nam. Thế cơ à? Ở nhà Ohio nhưng mà nhìn cái phong cách nhà trang trí cái thứ đồ giống Việt Nam ha. Yes sir. Ohio là em ở ngay chỗ nào, đường nào? Em ở ngay đường quỷ nhỏ đường CL Rambo. Em mặt cười à, ra vậy ha. Rồi em đi ha, bye bye ha. Khoan anh trai. Từ nha. Em xem ăn 1000 lần mà em chưa đăng ký. Đăng ký đi. Trời ơi, sao không đăng ký cho anh bé ơi. Ok em đăng ký nha. Ok nha, bye bye nha. Bye anh trai. Bye bye em. Trời ơi, đéo đăng ký cho tôi mất cái. Ui, Rambo. 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 Hello anh Rambo nha. Hello anh trai nha. Anh trai ở bên Nhật à? Nữ, em ở Đà Nẵng. Đà Nẵng á? Thế sao lên đây chơi đây? Tìm gái hay sao? Nữ, là gì có. Duyên quá à, cười đẹp trai quá à. Ở Đà Nẵng hả? Năm nay xin bao nhiêu tuổi rồi? 23. Có nghỉ không chưa? Dạ. Có người yêu chưa? Dạ. Trời ơi sao không có người yêu? Trời ơi đi học. Trời ơi là mình gọi là mình quan coi trọng cái việc học hơn là việc yêu đúng không? Đúng rồi. Sau này em không làm lớn chặt đầu anh đi. Anh nói thật. Em á. Muốn mà làm việc lớn á đừng nên lấy vợ sớm. Hiểu không? Anh là một ví dụ nè. Đó. Lấy anh làm tấm gương đừng lấy vợ sớm làm cái gì. Đang... Yes sir. Xem thì kêu tôi đúng không? Ồ, vừa mới vô á. Có nãy giờ đâu, sao đâu. Ừ, thôi đi ha, bye bye ha. Idol trong lòng em.
lần đầu tiên gặp idol. Ủa là nãy giờ em đi kiếm anh đó hả? Hay là tình cờ anh em mình gặp nhau vậy? Em có được lên TV không anh? Có, em có lên TV á, em có ngại không? Em không, trời ơi, hạnh phúc quá. Dễ thương quá, em ở đâu á? Cháu ở Hà Nội chú ạ. Sao kêu bằng chú, trời ơi, giận dễ sợ vậy đó. Kêu bằng anh được rồi, chú lại có chú Độ nè, chú Chip nè, nó chú Khôi nè. Mới là chú còn kêu anh bằng anh thôi. Mới có lên TV không chú ơi? Có, cháu đang lên TV á. Về, tập sẽ xem và like chú. Hả? Về tập sẽ like chú. Ừ, chú cảm ơn nha. Sẽ like video chú. Ừ, chú, okay, chú cảm ơn rất nhiều. Chú đi đây. Vâng, xin chào chú. Và ARK mà khi nào? Ichinomita. Quỷ. Gặp sao mày ta? Ichinomita. What? Đéo mà phải bu luôn. Gì vậy anh trai sao vậy? Mẹ em làm thấy quên rồi. Bu thật á? Không, không phải đâu. Mày em quá. Gì vậy hai ông nội tự nhiên em chửi em vậy? Em có làm gì đâu. Anh bu thật á? Thật chứ mẹ giỡn, giỡn hoài. Vừa đi ăn lứt em gặp anh bu mà. Trời đất ơi, anh trai thì em chửi em thấy buồn rồi đó. Không phải, vừa em lướt, vừa em có gặp xong rồi thấy anh lướt qua, thế là em tưởng là thằng nào nó phát lại kênh của anh. Rồi cái ông máu xanh ông né ra rồi kêu ông kia vô, ông kia đập chai quá, kêu ông kia ở giữa tôi đi. Máu xanh né đi. Từ từ em chụp ảnh nữa. Chụp ảnh nữa đó, chụp ảnh nữa. Nó chứ hai anh trai ở bên Nhật hả? Đi làm hả? Dạ vâng, đúng rồi anh đợi tới em cho em quay cái video đó. Rồi. Idol. Ok. Anh ơi. Ok. Anh đang live stream. Ôi ôi em tưởng em bảo là tầm giờ bên này ở bên Nhật cũng muộn rồi thì em 10 giờ 10 giờ gửi khoảng đấy. Bây giờ hơn rồi. Đó, anh đi bên Nhật là làm nghề gì? Hai anh em là đi qua Nhật là làm nghề gì đó? Em đang làm nhà hàng. Nhà hàng á? Còn ngày xưa anh qua Nhật anh ở Ohio, anh làm về trái cây. Thật luôn á? Ừ. Anh đi bao giờ? Anh đi cách đây phải 5 năm rồi. Đi nhưng mà đi 1 2 năm mới cực quá anh về luôn. Thật á? Ừ, cực quá, bên bển lạnh á, lạnh với lại sống mình cũng buồn. Đợt đấy anh ở tỉnh nào? Ở Ohio đó. Ohio là tỉnh làm gì có tỉnh Ohio? Nhiều lắm đi ơi. Làm hai thằng lũ đó nào. Làm nhà hàng là cũng kinh vết đó nhờ, chứ em làm bếp trưởng luôn hả? Không đó. Không, làm vụ đó anh ơi. Ờ, tưởng làm bếp trưởng. Tưởng làm đầu bếp hay sao, trên trần nó có mấy cái đèn rồi, đầu bếp đúng rồi đó. Không, đây là đèn này set up để lên live stream nghịch vui rồi anh ạ. Hey, tên gì? Em tên là Minh, em ở Thái Nguyên ạ. Trời ơi, anh kêu ông chắc ông lớn tuổi hơn tôi, kêu mà nghe em nhở. Anh 97, mà em biết mà. Rồi em bao nhiêu? Bà em 99. Trời ơi là trời, 99 rồi có tập game không nhỉ? Em bắn PUBG, em đá map anh suốt mà, em gặp anh suốt. Đá nhưng mà có giết không? Không giết được. Ôi em rất hay xem livestream của anh Minh Độ luôn á. À, anh stream từ mấy giờ đến mấy giờ nè? Không, nghĩa là em chỉ xem lại thôi, tại vì em còn đi ngủ, em đi làm ấy. Em thế lại sao, luôn. Thế sao bây giờ không đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Mai vô mặt mày không tỉnh táo, ship la đó. Không, mai bọn em nghỉ. Mai bọn em nghỉ. Mai bọn, ủa mai? Mai thứ 6 không. Mà. Không, lịch bọn em là một tuần bọn em được nghỉ 2 buổi, nên là bọn em cứ nghỉ linh tinh ấy. Chứ không phải là mặt của hai anh em này tốn gái lắm nè, chết rồi. Tốn lắm, tốn lắm. Ui, không tin là gặp anh ở trên này luôn ấy. Khéo hai ông đang yêu nhau ấy chứ nhờ. Không yêu nhau đâu anh ạ. Ở chung thôi đúng không? Vâng, ở chung thôi anh ạ. Ừ, nhưng mà đi làm mà ở chung anh em bạn bè ở chung thì vui, chứ ngày xưa anh ở mình buồn lắm. Anh ở mình đâu ra? Anh lớp 9 anh ở nhà anh suốt ngày. Hey! Anh ơi ba nha. Cây đó giờ. Ở đâu á? Ở Việt Nam là hai em ở đâu? Thái Nguyên. Thái Nguyên, hai người luôn. Thái Nguyên, ngay gần Hà Nội. Thế ý là hai anh em đều ở Thái Nguyên hết? Vâng, bọn em nhà cạnh nhau luôn. Bọn em vừa về Việt Nam chơi 2 tháng sao? Làm ở đấy được mấy năm rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi, thường thường thấy đi 4-5 năm mà tao về luôn mà bọn em vẫn đi tiếp á. Đúng, em đi thêm 5 nữa cho tròn 5 năm rồi vậy. Nhưng mà anh nghe đồn là man đang rớt mà. Mình qua bển làm hơi cực đó nhờ.
Không được các anh em. Em mang kiếm tiền khó nhưng mà hiện tại về giờ về chưa biết làm gì nên là lại qua tiếp. Có anh em về tích góp làm cái quán nhỏ nhỏ cho Thái Nguyên, có gì anh lên ủng hộ. Ui, uy tín luôn. Uy tín anh. Uy tín, nhắn tin Facebook đi, khi nào về Việt Nam có mở quán anh lên ủng hộ. Cái bạn Facebook anh ơi. Cái bạn Facebook luôn hả? Có anh, luôn anh. Anh kia Tâm Bù à? Lâm Đình Hoa, Lâm Đình Hoa. Thằng lợn này nữa. Nhưng mà bình thường hay đợt... Nhìn mặt anh là thấy uy tín rồi còn gì. Đợt trước nó còn đổi tên của anh Lâm Đình Khoa thành Lâm Đình gì ấy chứ. Lâm Đình Heo nó mới cay chứ. Quay đây. Đúng rồi, đúng rồi. Nhắn tin đi coi có gì anh dép sao ha. Còn em với anh ơi. Ừ ok, thoải mái mà, có gì đâu. Thế là hai anh em là có ý tưởng kinh doanh gì chưa? Em đang tính học DJ được không anh? Trời ơi là trời, tôi lại mày Minh ơi. Bỏ đi Minh. Thật ra là học DJ cũng được, nhưng mà bây giờ DJ mọc lên như nấm, anh thấy làm producer thì nó hay hơn. À, vậy à? Làm DJ thì bây giờ DJ nhiều lắm, mình khó chen chân vào ấy chứ. Anh cũng là đi, anh cũng đang học DJ này. Có thể anh nhưng mà anh học chỉ vui thôi. Bây giờ không anh biết mà. Anh học thì ok, nó, anh học đi tên tuổi rồi, nó nhanh lắm. Không nhưng mà anh học chơi thôi chứ anh không phải học đi làm. Không, anh là DJ dây điện này. Đấy, đừng có cản đùi thằng này. Cái đó nhưng mà định học DJ thật luôn á hả? Ờ, em đang hướng đi thôi, tại vì cuối năm em về nên em đang hướng về cái đấy. Thật ra thì mình là con trai mà mình thấy mình tự tin về nào mình học thôi. Chả làm sao cả. Biết đâu thành công đúng không? Mà giờ thị trường TikTok ok. Tương lai á, đẹp trai nha, DJ đẹp trai ha. Hát cả chứ. Chung là đẹp trai thì nó cũng là một cái lợi. Đẹp trai cũng là một cái lợi. Làm nói chung là mình là liên quan đến công chúng thì cái mặt đại diện, cái gương mặt của mình nó cũng giúp mình một phần nào đó. Thế em ví dụ em làm DJ thì em chơi dòng nhạc gì? Vina House. Vina House á. Em thích kiểu mấy bài kiểu chill chill của tiếng Anh, em kiểu thích chơi mấy dòng đấy. Nhưng mà nếu mà đi học thì người ta dạy nào thì mình sẽ biết. Vina, rồi nhìn mà ông này giống nghe nhạc anh Thái Hoàng lắm nè. Vâng, cũng hay nghe. Ôi, biết ngay mà, sao mà rót được. Hai anh em vừa bay trong phòng, gặp ai cũng trêu. Qua trêu, đeo kính xong bắt đầu bật nhạc lên, xong bắt đầu rủ người ta bay cùng em. Ok. Ẩu vậy mấy cha. Làm tí không? Thôi, chết luôn á, đang live stream lại tụi mày thì chứ. Anh là chân đi mô. Mẹ em đối, lên nói tào lao ngoài. Trời ơi, vừa lấy em gặp đây là em tưởng là em cứ tưởng là fake cơ, xong bắt đầu lại nhiên gặp lại thì em bảo em lại tưởng là fake lần hai nữa. Có gì đâu, vui mà, mai anh cắt cái đoạn này ra cho không đăng lên đâu, yên tâm ha. Không anh cứ đăng thoải mái đi, bởi em bình thường mà, bởi em muốn lên lắm. Thôi anh đi ha. Dạ, chào anh. Thôi anh em ăn cơm tiếp đi, anh đi đây, bye bye. Vâng, chào anh ạ. Chào anh ạ. Ừ, ok. Bữa cơm vội vã cũng gọi là lao động Nhật Bản ha. Ô, xinh lắm, trời ơi. Bà, nó sao tôi. Ê, thằng Gumbo à. Trời ơi, sao kêu bằng thằng buồn nó ghê luôn, kêu bằng bạn luôn. Không kêu bằng, không kêu bằng anh, kêu bằng bạn nghe cũng vui, kêu bằng thằng, trời ơi, buồn. Em xin lỗi. Em nói thiệt anh là em cũng béo biết anh là Gumbo đâu. Em nhìn đằng sau chứ Gumbo kìa, em nói xinh quá. Ba anh em ở miền Tây luôn hả? Miền Tây. Ủa miền Tây sao để vậy, tưởng ở Thái Lan không cha? Em xin lỗi này. Miền Tây ở chỗ nào đó, anh em ở miền Tây chỗ nào? Cần Thơ, Hậu Giang anh. Cần Thơ, Hậu Giang, ô tôi ở Cầu Lãnh kế bên luôn mấy cha. Cầu Lãnh Đồng Tháp á. Cầu Lãnh Đồng Tháp kế bên. Ở kế bên rồi, có chạy qua có 2-3 tiếng tới rồi. Kế bên. Ở Cần Thơ à, Cần Thơ có món gì đặc sản nha? Cơm trắng. Cơm trắng á. Tưởng đâu ghẹ 45 cân. Có hào nữa, hào sữa luôn. Đã dữ vậy ta. Ủa sao mà không đi chật đi mà mặc đồ ấy không chật hả? Giờ nghỉ rồi. Phải nghỉ không à, ông trốn cho tôi điện tôi báo trên phường nha ông nội. Ông trốn rồi tôi điện tôi báo á nha. Có đâu giờ nghỉ hẹt mà, đang dân bụng rồi á nha. Chật ở chỗ nào vậy?
Nói bà đen. Má ông giỡn mặt với tôi cái gì? Nó dễ anh lắm rồi. Ông mở cặp thơ. Ông giỡn không? Mở cặp thơ ông trực trên núi bà đen. Ôi chỗ núi bà đen thiệt luôn hả? Không có đâu anh, nó chơi đó. Nó dễ anh á. Dễ hoài, ông hay dễ quá. Vợ con mặt này giống có vợ con lắm rồi nè. Anh có vợ con sao luôn. Sao đây vợ? Anh nói sao đây vợ? Có vợ con đúng không anh trai? Không có con rồi anh. Rồi giữ gì ta? Anh hai vợ ta. Nhìn là biết, nhìn là tôi biết liền. Lại cha thì ông tên gì? Tên Quang anh. Tên Quang gì cơ? Quang không gờ đó anh. Quang Tèo, Quang Tèo. Quang Tèo. Ui, anh giúp nghe bài Quang Tèo chưa? Đó, tôi gáp bài đó hơi bị đỉnh luôn mấy nha. Không gáp nghe em, nghe đoạn này. Thôi nữa, gáp phải mất tiền chứ không phải muốn nghe ca sĩ gáp rồi gáp rồi trời. Trời ơi. Ở đây ta hát show không anh Đậu, muốn nghe nhạc, nhạc mất tiền chứ vẫn chơi mà cha. Ở cái đó giống như hát phòng trà, vô phòng trà nghe mất tiền chứ. Giỡn rồi. Để lấy tiền cái. Để lấy tiền. Ờ lấy tiền đi luôn á. Bò tôi mới hát chứ. Đây đây đây. Thôi 10.000 luôn. Không chắc được một vơ. 10.000 chắc được một vơ quá. Thôi anh em chơi dễ với anh đi em, tôi đi đây. Này. Này anh có like không? Mất like lâu rồi ông nội, ông không theo dõi chơi gì cha. Trời ơi coi clip cũ không mà, có coi clip mới đâu biết. Mất lâu lắm rồi, nó mất được 2 năm rưỡi 3 năm gì đó, giờ có vợ con luôn rồi cha ơi. Trời ơi có hay đâu. Mất lâu lắm rồi. Về đám cưới không mời sao biết. Chưa lắm chưa. Đi nhiều để biết ghi thiệp. Đi chắc 5 triệu đi. Mình đi nó, dữ dằn vậy ta. Có mình nói thế triệu rồi, biết sao. Ai biết không? Anh. Em đi này em gom góp tiền nữa đi chứ anh á. Ngày đi 100.000 à. Quay cái mặt ông nó hiện lên cái chữ kìa. Chữ sao? Chữ sao? Thôi đi vào bye bye. Ok ok bye. Má rồi. Hài cốt với người ta anh em được. Hello em. Trời ơi là trời, không bao giờ có một người con gái nào nói chỉ tôi hết trơn vậy. You Academy bro. Ui, mình ô, đợt, đợt, đợt anh em bài luôn. Rồi ta luôn nha. Ủa, thật luôn hả? Đang ung dung trên trời à. Ui, làm đi thuốc ngầu hết hết nha. Vô luôn đi, đợt luôn đi. Vô anh. Chơi 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 chơi. Em ơi em như con đời ơi, sao mai em mới chơi chồng rồi. Hay à. Em như con đời ơi, xong lần ngàn lần ngàn rồi về phòng xong. Em đã đi lang thang ở đâu hay về với. Cho ông hát đi, cho ông hát đi. Đây rồi. Trời ơi, cuối cùng có một phụ nữ nói chuyện với tôi. Ôi. Ui. Ui, Khang ơi. Gì? Ui, nhanh lên. Tên đây. Em biết ai không? Biết ai không? Ồ. Anh dâm mô. Anh dâm mô. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Free fire. Free Fire! Yeah, Free Fire! Hello em! Free Fire! Free Fire! Ui ôi! Mong cả bao nhiêu lâu lần lần bây giờ mới được gặp anh Dâm Mô! Quỷ vậy! Ánh mắt đâm chiêu gì vậy? Đang ung dung trên trời, đắp mây xanh hôm nay xuống chơi, trời ơi! Hello em! Em đang làm gì đó? Chơi. Em đang chơi á hả? Em đang đi chơi hay sao? Em đang đi chơi rồi em chơi OMTV hay là gì vậy? Em đang muốn chơi.
Em tên gì? Ngồi chơi. Ý là anh hỏi em tên gì á? Em tên gì? À, em làm gì ạ? Em tên gì? Xin lỗi nha, nhiều khi giọng anh nó nghe nó hơi khó, anh xin lỗi nha. Em tên An. An á? Quê, hợp nhau thế nhờ, anh tên Toàn cơ. Thế là An Toàn đó nhờ. Ok, sao lại duyên như thế được nhờ? Không tin được luôn ấy. Em xin năm nay xin năm bao nhiêu? Anh cũng 96 luôn. Anh cũng 96 luôn. Trời ơi, sao mà duyên thế vậy được nha. Em ở đâu? Đà Nẵng. Đà Nẵng á? Ờ, thế không đúng, anh ở Sài Gòn cơ. Thế là không có duyên vậy hả? Hết duyên. Nhưng mà hôm nay mình gặp nhau đây cũng là cái duyên rồi, đúng không? Nhưng mà thiếu một cái á. Là nếu em muốn hai đứa mình nên duyên, em cho anh số đi. Hai đứa mình nên duyên luôn á chứ nhỉ. Cái gì cơ? Ý là anh bảo là em cho anh xin số đi rồi hai đứa mình sẽ nên duyên luôn á. Ý là có số thì nó mới nên duyên được. Không cho hả? Khó tính dữ vậy ta. Nhưng mà cười đẹp nha. Cười xinh. Ý là em cười xinh. Em cười xinh. Cảm ơn anh. Em thế nhìn chắc em chưa có người yêu đâu nhờ. Nếu mà em có người yêu rồi em không lên đây chơi đâu, đúng không? Rồi người yêu ngồi kế bên đúng không? Em đừng nói với tôi là người yêu em ngồi kế bên nhé. Phải không? À ok. Sao em cứ nhìn anh cười hoài vậy? Đây à? Sao mặt anh có gì mà em cười hoài vậy? À ok, em kiếm tai nghe đi. Thế nãy giờ em chơi này lâu chưa? Không, mới hôm qua tại. Mới hôm qua tại đây em chơi. Thế tại sao em biết này qua đâu? TikTok đó hả? Làm nghề gì? Anh làm nghề gì á? Anh đang còn đi học. Anh đang học về quản trị kinh doanh á, nhưng mà anh gia đình ép buộc anh học nên anh cứ học thôi, chứ không đam mê nghề này cho lắm. Còn em học gì? Em học nghề gì? Hả? Em học luật. Em học luật á? Ui, học luật thế là phải học giỏi lắm đó chứ. Anh thì còn trẻ trâu, anh không có học nhiều, anh ham chơi lắm. Em cũng ham chơi mà. Ồ, em cũng ham chơi á, thế lại học nha không nhờ. Anh là chơi nhiều hơn học á chứ. Em 50-50. Em cũng 50-50. Em canh tất. Em canh tất. Em canh tất. Ui, anh thích cái câu đấy của em đó. Thấy hôm nào? Thế ví dụ mà em có vào Sài Gòn thì mình có được gặp nhau không? Hồi trước khi gần cũng một năm em cũng sẽ vào đấy một lần. Mày phải một tuần trước là anh có đi Đà Nẵng công tác ấy. Ủa, tiếc thế nhờ. Nó hiện ở Đà Nẵng hả? Nó vẫn hiện cho anh thấy hả? Là sao? Ý là khoảng một tuần trước là anh đi công tác ở Đà Nẵng á. Đi công tác thôi, đi thực tập ấy. Anh học trường gì? Anh học quản trị kinh doanh đó. Trường gì? Từ từ để anh nhớ đây coi. Tại vì anh không học, anh đóng tiền vậy thôi, mẹ anh ép anh học. Hay là anh học hệ đào tạo ở xa à? Anh nghe không rõ. Anh học hệ đào tạo ở xa à? Đúng rồi, anh học kinh tế quốc dân ấy, em biết không? À biết rồi, hệ đào tạo tự sao? Đúng rồi, kinh tế quốc dân ấy. Ờ, kinh tế quốc dân. Cái đấy thì nộp tiền vào học ấy. Thì đúng rồi, mình có học đâu, em thích học cũng được, không học cũng được mà. Nhưng mà thì đấy, nó cũng là một cái, nó một văn bằng. Thì nó vẫn có bình thường từ năm 2020 là
bằng hệ đào tạo từ xa với học đại học cử nhân văn bằng thứ hai là điều hệ cử nhân, nó cũng quy định đấy là bằng văn bằng cái bằng lúc mà anh nhận là bằng đại học luôn là bằng cử nhân ấy. Nó không phân biệt mấy. Thực tế thì nhưng nếu thực tế là hiện nay cái văn hóa của Việt Nam thì nó vẫn quy trọng về bằng cấp là học từ trường nào ra. Đúng và rồi hệ này. Đúng rồi. Tức là bộ có quy định như thế nhưng mà về thực tế đi những nơi làm việc thì nó vẫn xét về cái nơi xuất xứ để xem. Đấy là một cái gọi là truyền thống của Việt Nam rồi. Nhưng đúng rồi. Đấy thì cái tư duy mới cho các doanh nghiệp là nếu như mà mình làm việc giỏi thì nó không cần bằng cấp. Nó hợp lệ cho anh. Tức là mình giỏi thì nó sẽ hợp lệ cho anh cái văn bằng đấy. Đúng. Là đồng ý là anh học hệ đào tạo xa nhưng anh làm được giỏi thì nó vẫn để bắt anh bình thường. Đúng rồi, có nghĩa thì là một số, trong nước thì nếu mà anh làm nhà nước thì một số thì nó yêu cầu nó không chấp nhận. Đúng rồi. Có nghĩa là mấy cái công ty đấy thì tuyển mình chỉ cần có năng lực ấy thì nó sẽ tuyển á. Nó không cần phải gọi là chú trọng vào bằng cấp quá. Còn mấy cái công ty nhà nước thì nó chú trọng. Với lại là ở Sài Gòn thì nó không rộng bằng cấp lắm. Có chứ, anh thấy cũng nhiều, nói chung là nó cũng nhiều trường hợp. Ừ, nhưng mà nó mặt bằng chung thì nó ok hơn là ở ngoài Bắc với cả một số ở tỉnh khác. Ê, sẽ đi cập năng lực làm việc. À, thế em đang học luật ở Đà Nẵng luôn chứ không vào Sài Gòn á? Không, em học ở Hà Nội. Ở Đà Nẵng làm việc. Em đang ở Hà Nội luôn á? À, có nghĩa là mình học từ xa đúng không? Em mới chuyển mà. Là em hồi ngày xưa là em ở Hà Nội. Xong rồi mới thời gian gần đây là em chuyển về Đà Nẵng, em ở cùng với gia đình đúng không? Chắc em nghĩ em ở đâu? Em ở một mình thôi á hả? Trời ơi, bươn chải thế nhờ. Bằng tuổi tôi mà em đã đi bươn chải như vậy rồi. Trời ơi, mạnh mẽ thật sự luôn á. Anh thì anh còn ở với gia đình. Vẫn còn ham chơi đó. Em được gia đình bao nuôi. Hả? Em vẫn đang được cả gia đình bao nuôi. Anh cũng vậy mà, anh cũng vẫn còn báo gia đình mà. Chứ cũng anh cũng kiếm ra được tiền nhưng mà nó cũng không nhiều. Cũng tự được tự lo cho bản thân thôi chứ chưa để lo cho người yêu được. Lo cho người yêu được nhưng mà để mà lo hàng ngày thì anh chưa làm được. Cái này thế thì anh phải cố gắng nhiều rồi. Thì đấy, anh cố gắng nhiều nhưng mà anh thì xã hội bây giờ nó phát triển nhanh quá, anh không biết anh thích cái gì. Anh cũng thích làm TikToker cái thứ rồi, thấy mọi người làm TikToker cũng thành công ấy. Anh cũng thích nổi tiếng cái thứ rồi nhưng mà làm thì anh thấy không hợp. Mình không nói chuyện được giống như người ta, mình không có cái khiếu hài hước. Thế thì em cũng chả biết khuyên anh cái gì, tại vì em cũng từng kiểu như là không biết là mình thực sự thích cái gì nhiều nhất. Đúng rồi. Nhưng mà mình không biết cái gì thực sự thích nhiều nhất, nhưng mà mình mới biết được cái là mình làm được nó ok thì em lựa chọn cái em làm ok. Thì anh biết anh hiểu. Mình chưa biết mình thực sự thích nó quá đam mê quá mãnh liệt, nhưng mà việc để làm một công việc mình làm tốt, mình làm ok thì mình vẫn phải lựa chọn cái việc đấy. Thì nên anh đang nghe nên như thế nào? Nên làm cái việc mà mình có thể làm tốt nó, trong khi mà mình chưa tìm ra được cái thực sự mình mong muốn đam mê nhất, tức là mình vẫn cứ làm nhá, chứ đừng có bỏ phí thời gian, là đừng có lãng phí thời gian đúng không? Trong cái quá trình phát triển và mình làm việc thì có khi cái việc mà mình làm giỏi, nhiều khi mình không hiểu là mình thích nó nhưng mà mình làm lâu dài thì mình cảm thấy ổn, mình dần dần thích nó. Hoặc là trong khi mình đang làm thì xong mình lại gặp một cái phát hiện ra cái được không được của mình thích nó thì mình sẽ chuyển sang. Anh hiểu ý em nói rồi, có nghĩa là mình cứ làm cái đấy để mà ra tiền thôi. Rồi sau này thật sự mà cái nghề gì mình thích thì mình theo đuổi nó đúng không? Tiền thì không hẳn, thì kinh doanh cũng phải làm nhưng không cần đam mê. Nhưng mà ví dụ nhá, thật ra mình em theo như em nói vậy, ví dụ anh làm những nghề đó vẫn được, nhưng mà làm với lại là một cái thái độ là như là mình, okay. mình đúng rồi, mình làm cho có vậy đó, xong là thôi à, chứ không có thật sự là nhiệt huyết.
Ừ, thế thì anh đừng chọn, anh đang bảo là anh phải có trách nhiệm với công việc đấy. Anh có trách nhiệm của mình với cái công việc đấy đầu tiên đã. Còn không phải là mình không thích mà mình làm cho có. Đồng ý là mình có trách nhiệm với công việc, mình không thích nhưng mình vẫn phải hoàn thành công việc. Em đúng là nói chuyện với luật sư luôn. Em nói chuyện đúng đời. Nhưng mà chưa có người yêu anh không tin. Chưa có người yêu thì anh không tin nha. Anh nghĩ là em là có người yêu rồi. Thế tại sao? Tại em khó tính. Em khó tính lắm á. Đúng rồi, thường những người học lực rất là khó tính cơ. Anh cũng có... Chẳng như là nhiều người theo đuổi nhưng mà mình đúng lúc mình lựa ấy. Ui, em nhiều người theo đuổi lắm à. Em nhiều người theo đuổi lắm á. Đúng mà, em cười xinh nè, mắt hai mí nè, lại còn học giỏi nữa thì anh nghĩ là nhiều người theo đuổi là đúng. Cái việc mà em bị lắc á chứ không phải anh bị lắc đâu. Em bị lắc á. Đúng em thì sao ấy? Khó quá nhờ. Gặp quá đi. Bạn này học, bạn này xinh nha. Hay thật. Hello em. Hello. Em đang làm gì vậy? Kiếm. Trời ơi, nói chuyện hợp nhau như thế này cơ mà. Quá. Ui, mà em nhìn thấy anh giống người nổi tiếng á. Nữa lại là người nổi tiếng. Hồi nãy giờ anh nói chuyện với em á, anh chơi khắp cái gọi là On My TV nè. Ai gặp anh cũng bảo là anh là người nổi tiếng trong khi anh là người bình thường. Ủa sao nhìn giống người nổi tiếng vậy? Người nổi tiếng cho anh nào vậy? Ôi, nhìn giống cực. Giống kiểu anh chơi Free Fire ấy hề. Tính gì nè? Nhưng mà anh chơi FIFA anh đó tâm gì mới được cái chứ. Ông biết không nhớ nhưng mà như có chơi em có xem anh nào giống mặt anh hai lắm thật. Chơi phải nhớ tên chứ. Anh tên là Bắc Heo. Em có quen em có thấy quen không? Anh tên là Bắc Heo. Ai ta không nhớ lỗi nữa. Không nhánh nãy nữa. Thôi anh đi nha, chúc hai đứa một bữa tối thật là vui vẻ ha. Quay stop lại cái nói quay. Cái bạn nữ hồi nãy mà học lực mẹ nó đúng đời mấy ông ạ, thề. Đúng không mấy ông? Nói chuyện là biết tri thức liền, nói chuyện là biết học cao liền. Mà bạn có xinh nha, bạn xinh nha. Ui ôi. Thôi anh em kênh chấp. Không có tiếc, không có tiếc. Không có tiếc mấy ông ơi, tôi định xin yên tư với mấy ông á. Tôi nói thiệt. Sao không hiểu được, tôi có bị khùng lắm, tôi không hiểu. Tôi định sư yên tư với mấy ông á nhưng mà bị nét con mẹ luôn. Mình mạng lắc quá. Tiếc đứt ruột. Mình. Ê, ê kìa, ê kìa. Ê, ê cái gì? Ê cái gì? Cái gì? Khó hiểu quá, Calente. Khó hiểu thật sự.